Nga tấn công toàn bộ chiến tuyến, Avdiivka bên bờ vực sụp đổ. UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn bậc nhất của Nga. Nga tung video bắn đạn pháo dẫn đường khiến xe tăng Ukraine nổ tung. Chuyên gia nói Tổng thống Putin đã đúng khi tuyên bố vũ khí Nga tốt hơn của NATO. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có những diễn biến mới căng thẳng khi Nga tiếp tục tấn công dọc toàn bộ tuyến chiến tuyến. Trong đó, Novomykhailivka và Avdiivka là những nơi nóng nhất và đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Theo đó, lực lượng Moscow đã tiến vào trung tâm đô thị. Chỉ cần họ tiến thêm được 800 đến 1.000 mét nữa về phía tây nam là có thể cắt đôi thành phố khiến các đơn vị Ukraine ở đông nam bị bao vây và có thể phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Hiện tại, hai mũi xung kích bắc nam của Nga chỉ còn cách nhau chừng 4 km. Kênh MD cho biết, các trận chiến giành vị trí đang diễn ra ở khu vực Berdychi tại sườn phía bắc. Điểm nổi bật của ngày hôm qua là sự tiến bộ đáng kể của lực lượng Nga ở phía tây Blue Lake, được xác nhận bởi kênh tình báo nguồn mở Usin, các nhà phân tích quân sự của Nga và một số chuyên gia phương Tây. Hơn nữa, bước phát triển đã được báo cáo ở khu vực Kamenka. Nói một cách đơn giản, trong khi quân đội Ukraine đang cố gắng để lực lượng Moscow ra khỏi phía đông nam Avdiivka, thì các đơn vị Nga lại đang gây áp lực lên đối phương từ phía bắc. Ở phía đông nam, tình hình chưa có thay đổi đáng kể. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra dọc các con đường Sportivnaya, Subotnaya và Chernyshevsky mà không có diễn biến gì đáng kể. Ở phía tây nam, Nga đang tiến dần trên phố Vorosilov về phía Pervomaisky, mức tăng tuy khiêm tốn nhưng đáng chú ý. Ở phía nam, quân Nga tiến về phía đông Opine. Điều đáng chú ý là khu vực này có một công sự đáng kể của Ukraine, được gọi là căn cứ phòng không, hiện đã bị bao vây một phần. Có khả năng các lực lượng Nga sẽ nhằm mục đích bao vây hoàn toàn địa điểm này, cắt đứt các đường tiếp tế tới đây. Còn ở sườn phía bắc ở Bogdanovka, giao tranh cũng tiếp tục diễn ra. Lực lượng Moscow vẫn chưa thể đánh bật hoàn toàn đối phương khỏi khu vực đông dân cư. Quân Ukraine vẫn bám giữ ở phần phía nam ngôi làng và giao chiến định kỳ. Phía tây Bakhmut, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ở vùng ngoại ô phía đông Ivanovo, nơi các đơn vị Nga gần đây giành được một vị trí. Quân đội Ukraine đang tích cực đáp trả và cố gắng tấn công nhẹ về phía nam nhằm cắt đứt mối liên lạc giữa các đơn vị tiền phương của Nga với lực lượng chủ lực. Ukraine tăng cường hoạt động theo hướng Bakhmut, phát động các cuộc tấn công vào sườn phía nam, đặc biệt là ở khu vực Avdiivka. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã được cho là không thành công. Báo cáo tối ngày 3 tháng 2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, theo hướng Avdiivka, lực lượng của họ đẩy lùi 23 cuộc tấn công của đối phương trong số tổng cộng 45 cuộc đụng độ ở khắp các mặt trận. Báo cáo có đoạn, trong ngày xảy ra 45 cuộc đụng độ, đối phương thực hiện 54 cuộc không kích và 33 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng của họ đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga vào Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka, Saktarsky. Báo cáo cho biết, ngoài ra, 4 đợt xung phong của đối phương vào đầu cầu bên tả ngạn sông Dnipro ở Kherson đã bị bẻ gãy. Thời gian qua, Nga và Ukraine thường xuyên tấn công hạ tầng năng lượng đối phương nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng hậu cần. Ukraine được cho là đang triển khai loại UAV mới có tầm bay xa hơn và sức công phá mạnh hơn để tập kích mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương. Rạng sáng ngày 3 tháng 2, hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Volgograd của Nga sau một vụ tập kích máy bay không người lái UAV. Theo đó, RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Tình huống Khẩn cấp Nga nói rằng hỏa hoạn đã lan ra một khu vực rộng khoảng 300m2 tại khu vực nhà máy lọc dầu Volgograd ở vùng Volgograd của Nga. Trước khi hỏa hoạn bùng lên, người dân địa phương đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Thống đốc Volgograd Andrei Bocharov cho biết trên Telegram rằng sau khi một UAV bị bắn rơi, hỏa hoạn đã bùng lên ở nhà máy lọc dầu Volgograd. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế ngọn lửa. Quan chức này nói thêm, vụ hỏa hoạn không gây ra thiệt hại về người. Video trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ và đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Volgograd. Ông Bocharov nói rằng lực lượng khẩn cấp đã dập tắt ngọn lửa sau đó và không có thương vong. Công ty dầu khí Lukoil, chủ sở hữu nhà máy, cho biết cơ sở này tiếp tục hoạt động bình thường sau vụ tấn công. Nhà máy Volgograd là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất ở Tây Nam Nga, có công suất khoảng 300.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Cùng ngày 3 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 7 UAV Ukraine, trong đó gồm 2 chiếc ở tỉnh Volgograd, 4 phi cơ ở Benkodot và 1 chiếc trên bầu trời thành phố Rostov-on-Don. Cùng ngày 3 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 3 UAV Ukraine, trong đó gồm 2 chiếc ở tỉnh Volgograd, 4 phi cơ ở Benkodot và 1 chiếc trên bầu trời thành phố Rostov-on-Don. Tháng trước, một nhà máy lọc dầu khác của Lukoil cũng đã bị mất điện và hư hại sau khi bị tập kích UAV.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho hay, việc khắc phục hậu quả có thể mất ít nhất 1 tháng rưỡi. Ngày 3 tháng 2, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cũng tuyên bố đánh chặn 9 trong 14 UAV được Nga triển khai trong đêm. Phần lớn nhắm vào cơ sở năng lượng ở tỉnh Dnipro. Thống đốc Dnipro Sergei Lysak cho biết, khoảng 15.000 người dân bị mất điện sau các cuộc tập kích bằng UAV của Nga. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video quay cảnh binh lính nước này bắn đạn pháo dẫn đường chính xác 2K25 Krasnopol phá hủy một xe tăng của Kiev ở Donetsk, miền đông Ukraine. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay không người lái UAV chính xác của các lực lượng Moscow đã phát hiện xe tăng Ukraine ở làng Stadionmayskoye thuộc vùng Donetsk. Căn cứ vào thông tin mục tiêu do UAV chuyển về, lính pháo binh Nga thuộc nhóm chiến đấu Vostok đã bắn hệ thống 2K25 Krasnopol, làm nổ tung khí tài của đối phương. Thời gian xảy ra vụ việc không được công bố. Đạn 2K25 Krasnopol có dẫn đường là loại vũ khí được quân đội Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Loại đạn pháo này được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm binh lính, công sự và xe thiết giáp. Tính năng tiên tiến của Krasnopol khiến nó được đánh giá là một trong những loại đạn dẫn đường hiệu quả nhất thế giới ngày nay. Krasnopol có thể phóng từ nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm pháo tự hành, bệ phóng phản lực phóng loạt và xe chiến đấu bộ binh. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các loại vũ khí mới nhất của Nga rõ ràng tốt hơn so với vũ khí của NATO. Tuyên bố được ông Putin đưa ra tại diễn đàn Mọi thứ vì chiến thắng ở thành phố Pula của Nga. Ông Putin nói, tất nhiên chúng ta so sánh vũ khí hiện đại của NATO với vũ khí của thời Xô Viết mới nhất thì vũ khí của thời Xô Viết xếp hạng thấp hơn ở một số phẩm chất, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta nói về vũ khí mới của chúng ta rõ ràng là tốt hơn. Đó là một sự thật hiển nhiên. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang cho thấy tốc độ và chất lượng tốt. Ông Putin cho biết, Nga đã xuất khẩu thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Ông Putin nói, năm ngoái chúng tôi đã cung cấp một lượng lớn thiết bị quân sự cho thị trường thế giới, trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Ông Putin cũng đề cập rằng các hệ thống tên lửa Panzer đặc biệt được người mua nước ngoài ưa chuộng. Theo chuyên gia quân sự Nga Viktor Listukin, sức mạnh của vũ khí Nga trước sản phẩm của NATO đã được chứng minh trong cuộc chiến ủy nhiệm đang diễn ra tại Ukraine. Vị chuyên gia này cho biết, trong thực tế chúng tôi thấy rằng Patriot đã bị phá hủy, hệ thống phòng không được ca ngợi đã bị phá hủy chỉ bằng một đòn duy nhất của Kinzhan. Nhiều khẩu đội bị phá hủy cùng một lúc, trạm radar bị phá hủy. Chuyên gia Listukin nói thêm, nhiều xe tăng Leopard đã bị các xạ thủ, phi công và phi công trực thăng của chúng tôi xóa sổ. Người nghĩ là sợ gửi Abram của họ bởi vì họ hiểu rằng họ cũng sẽ bị phá hủy bởi pháo binh Nga, máy bay trực thăng Nga và quân đội Nga. Pháo M-77 nói chung là tào lao. Họ không thể xử lý âm thanh quá lớn của chúng khi khai hỏa. Người ta có thể liệt kê nhiều loại thiết bị quân sự đã xuất hiện, nói một cách nhẹ nhàng, không phải theo cách tốt nhất trên lãnh thổ Ukraine. Giữa tháng 5 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng hệ thống Patriot của Ukraine đã bị tên lửa đạn đạo siêu thanh KH-47M2 Kinzhan tấn công và phá hủy ở Kiev. Đoạn video xuất hiện trực tuyến có chủ đích cho thấy cuộc tấn công Kinzhan của Nga. Điều này chứng minh rằng Kipchak-thủ Patriot cố hạ gục vũ khí siêu thanh bằng cách bắn hơn 30 tên lửa chỉ là vô ích. Trong video có thể thấy hoạt động cực kỳ dày đặc của các khẩu đội thuộc hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất. Ngay khi hệ thống phòng không này phóng hết tên lửa, một vụ nổ mạnh xảy ra tại nơi thực hiện các vụ phóng. Các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây đã phải thừa nhận vụ tấn công, nhưng vội vã tuyên bố rằng hệ thống do Mỹ sản xuất chưa bị hạ gục hoàn toàn mà chỉ hư hỏng. Tuy nhiên, rõ ràng là chỉ một đòn tấn công đã khiến Patriot không thể hoạt động. Ngoài ra, hai hệ thống phòng không tầm trung NASAM lần đầu tiên được chuyển giao cho Ukraine vào tháng 10 năm 2022. Nhìn chung, Lầu Năm Góc hứa sẽ cung cấp cho Kiev 8 hệ thống NASAM và một lượng đạn dược không xác định. Có thông tin cho rằng ngày hoàn thành ước tính sẽ là ngày 28 tháng 11 năm 2025. Có rất ít bằng chứng cho thấy hai hệ thống NASAM do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã mang lại nhiều lợi ích trên chiến trường, đặc biệt là khi một trong số chúng đã bị Nga phá hủy vào tháng 2 năm 2023. Với tầm bắn vào khoảng 30 km, NASAM chủ yếu nhằm vào máy bay không người lái, máy bay và tên lửa hành trình của đối phương. Giới chuyên gia quân sự Nga cho rằng số lượng NASAM hạn chế không cho phép người Ukraine che chắn cho quân đội của họ. Có lẽ hệ thống phòng không nhằm cung cấp vỏ bọc cho các hệ thống vũ khí khác do Mỹ sản xuất, chẳng hạn như khẩu đội HIMARS. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Zhenikov không phải là bộ trưởng duy nhất phóng đại những thành công của vũ khí cấp NATO ở Ukraine.
Vài ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace khẳng định với các nhà lập pháp Anh rằng tên lửa Storm Shadow được trao cho Kiev đã có tác động đáng kể trên chiến trường. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có tầm tấn công vượt quá 250 km. Tuy nhiên, cho đến nay, Storm Shadow đã gây được tiếng vang bằng cách tấn công cây cầu Chonga của Nga trên biên giới hành chính giữa vùng Kherson và Crimea. Nhưng dù sao cũng không làm thay đổi được cán cân có lợi cho Kiev trên chiến trường quân sự. Sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào cây cầu, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một kho chứa tên lửa hành trình Storm Shadow ở khu vực Khmelnytskyi của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài ra, quân đội Nga thường xuyên bắn hạ vũ khí kỳ diệu này của Anh. Cũng giống như vậy, các lực lượng Nga thường xuyên đánh chặn các tên lửa do M142 HIMARS do Mỹ sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine thường sử dụng HIMARS tấn công các khu vực dân sự gia nhập Liên bang Nga vào năm ngoái. Hồi tháng 7 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Kiev đang cố gắng bù đắp cho việc không thể đảm bảo thành công trên thực địa thông qua các cuộc tấn công khủng bố vào các mục tiêu dân sự và sau đó đạt được hiệu quả tuyên truyền. Ngoài ra, hiệu quả của xe tăng Leopard và Bradley trên chiến trường cũng là điều đáng chú ý. Bộ Quốc phòng Nga thông báo tổn thất của Ukraine về thiết bị quân sự đã gây chú ý sau khi bắt đầu cuộc phản công được quảng bá tốt. Nga đã tiêu hủy 16 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, tức 100% số xe này do Ba Lan và Bồ Đào Nha cung cấp cho Kiev. Trước đó, tờ New York Times thừa nhận, ít nhất 17 trong số 113 xe chiến đấu bộ binh Bradley đã bị hư hại hoặc phá hủy chỉ trong một trận chiến. Theo ông Shoigu, nhìn chung các lực lượng Nga đã phá hủy được khoảng 920 xe bọc thép Ukraine ở Donbass và vùng Zaporizhia vào tháng trước. Bình luận về vấn đề này, chuyên gia Listokin đã đề cập đến ưu thế vượt trội của xe tăng Nga ở chiến trường Đông Âu. Vị chuyên gia này nói, chúng tôi có xe tăng T-72, T-80, T-90, vượt trội so với bất kỳ xe tăng phương Tây nào. Ví dụ, xe tăng chúng tôi có 3 thành viên tự lái và một bộ nạp đạn tự động, trong khi xe tăng phương Tây không hề hệ thống như vậy. Và họ có một thành viên kíp chiến đấu luôn phải nạp đạn, người này phải nạp đạn trong trận chiến. Khi xe tăng tiến về phía trước và lắc lư trên mặt đất không bằng phẳng, xe tăng của họ cao 3m, còn của chúng tôi cao 2,2m. Xe tăng của họ nặng hơn 60 tấn, trong khi xe chúng tôi là 46 tấn. Khi nói đến cỡ nòng, chuyên gia cho biết, xe tăng chúng tôi trang bị trọng pháo cỡ nòng 125mm, còn xe tăng phương Tây chỉ là 120mm. Trên hết, xe tăng của chúng tôi không chỉ có thể bắn đạn pháo mà còn cả tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser qua nòng pháo. Tính đến cuối năm 2023, quân đội Nga đã phá hủy 10.535 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Ngày 3 tháng 2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Trung tướng Kirilo Budanov đã cung cấp thông tin chi tiết về việc tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường Ivanovets của hạm đội Biển Đen Nga bị Ukraine phá hủy gần đây. Chia sẻ trên tàu Quezon, ông Budanov cho biết hoạt động của Ukraine sử dụng súng không người lái được thực hiện vào đêm ngày 31 tháng 1 năm 2023, ngày 1 tháng 2 năm 2024. Các súng không người lái được vận hành bởi các binh sĩ thuộc đơn vị máy bay không người lái 13 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine. Theo ông trùm tình báo Ukraine, trong quá trình phá hủy tàu Ivanovets, những người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine đã tiến hành 6 cuộc tấn công trực tiếp vào thân con tàu đang ở Biển Đen. Vị trí của con tàu thời điểm đó ở gần hồ Donuslav ở phía tây bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Tàu Ivanovets của Nga đã bị tấn công bởi xuồng không người lái Magura V5 do Ukraine sản xuất. Theo ông Kirilo Budanov, do hư hỏng nặng, tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường Project 12411 Ivanovets đã bị lật về phía sau và chìm. Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng lưu ý, theo thông tin sơ bộ, hoạt động tìm kiếm cứu nạn do đối phương tiến hành đã không thành công. Một số thông tin cho biết, thủy thủ đoàn của tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Ivanovets gồm 40 người. Trước đó ngày 1 tháng 2, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn video mà họ mô tả là Kiev đánh chìm tàu Ivanovets trên Biển Đen. Nga chưa bình luận về thông tin này. Theo đoạn video do phía Ukraine chia sẻ, ít nhất 4 xuồng cảm tử của nước này đã được triển khai. Đoạn video dường như cho thấy các xuồng cảm tử tiếp cận con tàu, trong đó một chiếc đâm vào đuôi tàu và một chiếc khác để lại một lỗ lớn ở mạn trái. Các đòn tấn công diễn ra liên tiếp. Sau đó một vụ nổ lớn xuất hiện, con tàu dường như bị nghiêng nặng trước khi bị lật ngửa và chìm hoàn toàn, mũi tàu hướng lên trên không. Con tàu này được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine ước tính trị giá khoảng 60 đến 70 triệu đô la Mỹ. Thịt lợn là món không thể thiếu trong ngày Tết ở Trung Quốc. Đối với hàng triệu người dân nước này, thịt lợn mang ý nghĩa của sự thịnh vượng và là nguyên liệu trong vô số món ăn gia đình hoặc lễ hội. Tuy nhiên, thời gian qua, giá thịt lợn đã giảm mạnh, phản ánh bức tranh giảm phát và tình hình kinh tế khó khăn ở quốc gia 1,4 tỷ dân.
Tại một ngôi chợ ở Bắc Kinh, bà Hu Aizen than rằng giá thịt lợn đã giảm khoảng 1/5 so với một năm trước, nhưng bà vẫn bán được ít hơn 1/3 so với mùa lễ bình thường. Bà Hu kể với hãng tin Bloomberg rằng năm nay rất khó tăng giá mặc dù đã gần đến Tết. Tiêu thụ thịt lợn đã chậm lại trong nhiều tháng ở Trung Quốc, nhưng nhu cầu vẫn tiếp tục giảm ngay cả khi nước này sắp bước vào mùa cao điểm Tết. Lương giảm ảnh hưởng đến các hộ gia đình và đè nặng lên giá tiêu dùng. Tại miền đông Trung Quốc, nhà cung cấp thịt Gong Chen cũng đang gặp khó khăn. Ông Gong nói, trước đây, những người lao động nhập cư, những trụ cột của ngành dệt may và xây dựng địa phương sẽ dành khoảng 1.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 140 đô la Mỹ để mua thịt lợn làm xúc xích trong mùa Tết. Bây giờ họ chỉ chi 300 nhân dân tệ hoặc thậm chí không mua thịt. Ông Darren Fredericks là nhà đồng sáng lập và giám đốc nghiên cứu thị trường của Cytonia Consulting, một công ty tập trung vào nông nghiệp Trung Quốc, cho biết việc cắt giảm đặc biệt đáng chú ý ở những người tiêu dùng có thu nhập thấp. Ông Fredericks nói, nếu ai đó làm việc tại một ngân hàng ở Thượng Hải thì họ vẫn ổn, họ vẫn ra ngoài và tiêu tiền. Nhưng có một khu vực lớn của nền kinh tế, những lao động nhập cư có công việc không ổn định và đang cắt giảm rất nhiều. Ông Lee Fu Min là quản lý một chuỗi quán ăn cho lao động nhập cư nói, kiếm tiền khó khăn, vì vậy mọi người rất chi li khi ăn thịt. Ông cho biết nhiều cửa hàng của ông có thể phải đóng cửa vì khách hàng ít ăn thịt và chọn ăn rau giá rẻ hơn. Trong khi đó, ông Duncan Wrigley là chuyên gia kinh tế về Trung Quốc tại công ty tư vấn Pantheon Macroeconomics cho biết, tiêu thụ thịt lợn rõ ràng đã không theo kịp nguồn cung kể từ khi Trung Quốc mở cửa trở lại vào năm ngoái. Theo công ty tư vấn Shanghai JCI, Trung Quốc chiếm gần một nửa lượng tiêu thụ và sản xuất thịt lợn toàn cầu, tiêu thụ lượng thịt nhiều gấp 5 lần so với Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, trong năm 2023, mức tiêu thụ đã giảm 1 triệu tấn xuống còn khoảng 54 triệu. Mặc dù không lớn, nhưng đó là sự sụt giảm đáng kể vào thời điểm mà các gia đình lẽ ra phải chi tiêu và giải trí trở lại. Trong khi đó, dữ liệu công bố vào tháng trước cho thấy sản lượng thịt lợn của Trung Quốc trong năm 2023 tăng lên mức cao nhất trong 9 năm qua. Điều này càng làm bức tranh giảm phát thêm đáng lo ngại của Trung Quốc. Thực phẩm chiếm đến 1/5 chỉ số giá tiêu dùng ở nước này, trong đó thịt lợn nắm một phần lớn. Theo Bloomberg, tiêu dùng đã giảm liên tiếp trong 3 tháng cuối năm 2023 và sự sụt giảm có vẻ sẽ kéo dài đến năm 2024. Giới phân tích cho rằng, việc tiêu thụ thịt lợn giảm tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến nguồn cung tiếp tục dồn ứ trên thị trường. Điều này càng gây áp lực lên các nhà chăn nuôi nhỏ ở Trung Quốc, hiện nuôi 40% lượng heo của nước này. Các công ty chăn nuôi lớn cũng gặp không ít khó khăn, thua lỗ do giá thịt lợn giảm. Điều an ủi là năm nay có thể mang lại một chút ổn định khi nguồn cung thịt lợn được điều chỉnh. Tuy nhiên, điều này có thể mất vài tháng và giới phân tích cho rằng giá thịt lợn sẽ tiếp tục thấp cho đến trung thu năm sau. Hồi tháng 1 vừa qua, chiếc vương miện mà cô dâu Anissa Rosna đội trong lễ cưới cùng hoàng tử Brunei Martin đã gây nhiều chú ý, nhưng khi đó không ai biết người đã thiết kế nó. Vương miện từng được công chúa Azema Nimatun Bolkiat, chị gái của hoàng tử Martin, đội trong lễ cưới hồi tháng 1 năm 2023 với người em họ là hoàng tử Baha Ini Jeffrey Bolkiat. Sau hôn lễ của hoàng tử Martin, hoàng gia Brunei mới cho phép công khai thông tin về chiếc vương miện này. Flower Diamond, thương hiệu trang sức Singapore, là công ty chế tác. Belinda Chua thành lập thương hiệu năm 1996. Cô không ngờ có ngày sản phẩm của mình được sử dụng trong lễ cưới của một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới. Belinda Chua tiết lộ trong phòng làm việc ở Ngee Ann City, Singapore rằng đây là lần đầu tiên một nhãn hiệu thời trang Singapore được giao nhiệm vụ thiết kế vương miện cho một đám cưới hoàng gia. Sự kiện này mang ý nghĩa trọng đại bởi các vương miện hoàng gia thường được những thương hiệu quốc tế lớn thiết kế. Chúng tôi cực kỳ phấn khích và chân thành cảm ơn lòng tin mà hoàng gia Brunei đã dành cho chúng tôi. Vương miện mất 8 tháng chế tác, làm bằng vàng trắng 18K, đính 838 viên kim cương với tổng trọng lượng 132 carat do giám đốc sáng tạo Roslyn Ng của Flower Diamond thiết kế. Một người làm việc cho Flower Diamond từ năm 1999 đã phác thảo 3 mẫu thiết kế cho công chúa Azema. Công chúa yêu cầu vương miện hiện đại hơn, nhẹ hơn, thể hiện độ quý hiếm và độ lấp lánh của kim cương. Vương miện có 767 viên kim cương cắt tròn, 38 viên cắt hình vuông, 19 viên cắt hình giọt nước, 14 viên cắt hình bầu dục, chất lượng thuộc hàng VVS, cực kỳ ít tì vết. Sau khi công chúa Azema chọn mẫu, người làm việc cho Flower Diamond đã cho làm 2 mẫu bằng đồng để cô đeo thử và chỉnh sửa cho vừa vặn trước khi 5 thợ thủ công đúc khung vàng và gắn kim cương ở Singapore. Người làm việc cho Flower Diamond nói, chúng tôi muốn kim cương tạo cảm giác đang lơ lửng nên đã thiết kế các khung vàng trắng thật mảnh để đính kim cương lên. Người này cho hay khi lựa chọn đá ở đỉnh vương miện, họ băn khoăn giữa hình giọt nước hay bầu dục. Cuối cùng, viên hình bầu dục được sử dụng giúp vương miện trông mềm mại và hiện đại hơn. Hoàng tử Martin là người đã quyết định để cô dâu Anissa đeo chiếc vương miện chị gái từng sử dụng. Vương miện đã được chỉnh lại để vừa khít với vòng đầu của Anissa. Vương miện trở thành minh chứng cho tình cảm khăng khít giữa anh chị em trong hoàng gia Brunei
đồng thời thể hiện câu ngạn ngữ cổ của Brunei là cô dâu sẽ gặp may mắn nếu trong lễ cưới đeo thứ gì đó mượn từ một đôi vợ chồng hạnh phúc. Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Bảo tàng Không quân Quốc gia Mỹ ở Ohio đã gọi điện cho cảnh sát thành phố Bellevue, bang Washington để báo cáo về đề nghị quyên góp hiện vật bất thường. Cảnh sát sau đó đã cử một đội phá bom đến nhà của người muốn quyên góp. Trong thông cáo báo chí, cảnh sát cho biết thiết bị này trên thực tế là Dulac Air Hygiene, tên gọi trước đây là MB-1, một tên lửa không đối không được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, không có đầu đạn nào gắn vào tên lửa này, đồng nghĩa với việc nó không gây nguy hiểm cho cộng đồng. Ngày 2 tháng 2, người phát ngôn sở cảnh sát Bellevue, ông Seth Tyler chia sẻ với đài BBC của Anh rằng vụ việc này không nghiêm trọng. Ông Tyler nói, người đàn ông sở hữu tên lửa không hoạt động này đã bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát và có vẻ như bảo tàng đã không cảnh báo ông về việc họ sẽ báo cảnh sát về đề nghị quyên góp. Người đàn ông khai rằng tên lửa thuộc về một người hàng xóm đã chết. Cảnh sát kết luận tên lửa không có nguy cơ nổ. Bởi hiện vật đã không còn hoạt động và quân đội cũng không yêu cầu trả lại nên cảnh sát đã để lại hiện vật để trưng bày trong bảo tàng. Theo Seattle Times, tên lửa Dulac Air Hygiene được Mỹ và Canada sử dụng trong chiến tranh lạnh. Theo tờ báo, lần bắn đạn thật đầu tiên và duy nhất của tên lửa Jean là vào năm 1957 và việc sản xuất tên lửa này kết thúc vào năm 1962.